cho anh. Rồi, các bạn ngồi. Tôi có thể giúp việc cho anh. Hôm nay tôi đến đây muốn anh tư vấn cho tôi về tình trạng hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã kết hôn từ năm 2000 với vợ tôi. Có đến nay là có được 3 đứa con. Con gái thứ nhất là Na sinh năm 2002. Con gái thứ hai là Nụ sinh năm 2005. Con trai Út sinh năm 2011. Trong thời gian này, chung sống với nhau và là đến năm 2015 tôi với vợ tôi có mâu thuẫn. Mâu thuẫn chúng tôi ngày càng gay gắt đến năm 2016 rồi. Chính quyền địa phương đã giải quyết nhưng không hòa giải được. Hiện nay chúng tôi muốn ly hôn thì cần những yêu cầu gì và thủ tục như thế nào? Tôi muốn là được nuôi con trai. Rất mong là anh tư vấn cho tôi. Cảm ơn anh đã đến với công ty A chúng tôi để xin tư vấn. Tôi luật sư A, luật sư của công ty A, xin được trả lời câu hỏi của anh như sau. Trường hợp của anh, nếu hai vợ chồng không thể tiếp tục chung sống thì anh có quyền làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn giữa anh và vợ anh. Thứ nhất, căn cứ tại điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, quyền yêu cầu giải quyết ly hôn vợ chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn. Cha mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn, hoặc một bên vợ chồng do bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác không thể nhận thức làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do sống vợ chồng hoặc gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. Thứ hai, thủ tục yêu cầu ly hôn bao gồm đơn xin ly hôn, bản chính giấy đăng ký kết hôn, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao giấy chứng minh thư nhân dân của hai vợ chồng anh chị. Đối với giấy tờ, bản sao, tài liệu thì cần phải công chứng chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền. Thứ ba, về việc trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, tại điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mà mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản tự nuôi chính mình theo quy định của pháp luật. Hai, vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ quyền của mỗi bên sau khi ly hôn. Đối với con, trường hợp không thỏa thuận được thì tòa án quyết định giao cho một bên trực tiếp nuôi con cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Con dưới 36 tuổi, 8 tuổi được giao cho người mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, bị nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Vậy trường hợp của anh, con trai út của anh mới được 6 tháng tuổi. Vậy quyền nuôi con trai của vợ anh, của vợ chồng anh thuộc về vợ anh căn cứ theo điều khoảng 2 điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Còn hai đứa con gái của anh đã trên 7 tuổi nên quyền nuôi con do hai con tự lựa chọn. Nếu anh muốn dành nuôi con anh như trình bày trên và đưa cho tòa án có các căn cứ điều kiện vật chất tinh thần mà anh có thể dành cho con hơn vợ như điều kiện về ăn ở, sinh hoạt, vui chơi, giải trí và thời gian chăm sóc con, vân vân. Trong khi người vợ có thể không được như vậy, cùng với căn cứ trên anh có thể trình thêm những căn cứ về người việc người mẹ bận rộn không có nhiều thời gian chăm sóc con. Tuy nhiên, dù không trực tiếp nuôi con thì người không trực tiếp vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với con. Tại điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nghĩa vụ quyền của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng cho con. Sau khi ly hôn, người không thủ tục ly hôn trực tiếp
nuôi con có quyền nghĩa vụ chăm nom con mà không được cản trở. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc chăm nom chăm sóc giáo dục và cấp dưỡng con thì người trực tiếp nuôi có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom của người đó. Vâng, tôi rất cảm ơn anh đã tư vấn cho tôi.